chạy tốt ngoài luôn. Rồi xong một cây. Rồi kéo nha bạn. Đó, đi đó. Lên đó, lên đó. Quá ngon. Phát một qua luôn trời. Rồi em ơi. Rồi xong cái máy kéo. Rồi chạy tốt ngoài luôn. Rồi xong một cây. Rồi tiếp tục bấy cuốn gom đang ra vô nha các bạn. Rồi, tôi tới vậy em ta. Cây cuốn gom vô hỗ trợ cây gồm 15 này cái một cỡ lên luôn coi. Nó ngay cây nãy giờ mình bắt cán nó cũng nhóm lên được cũng ít rồi. Đó, nhưng mà kéo xéo này nó hơi khó. Rồi kéo nha bạn. Đó, đi đó. Lên đó, lên đó. Quá ngon. Phát một qua luôn trời. Rồi em ơi. Đó, mạnh ghê á. Tính là mấy kéo mấy con gom mạnh dữ chứ. Phát một lên luôn rồi các bạn. Im rồi, quá im rồi. Vậy là cuối cùng là nhờ mấy cuốn gom lại hỗ trợ cái mới lên đó nha các bạn. Không có mấy cuốn gom là cũng đắm đuối với nó luôn. Ngon lành. Nó ngày cũng nhờ anh em bắt cán hết, nó nhào lên hết một ít rồi. Vậy nó dẻo quá. Ở sau nó bị cái trụ đá của cây ganh đó các bạn. Bây giờ anh em buộc qua mép bên kia để mình dời cho kéo cho nó gịch cái đít qua đây lại. Cái gì nó còn bợ lường lắm nha, nó đang kéo dữ lắm á. Ra tuốt ngoài luôn mới được.
cái nằm số là ơi. Chưa 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 dính ngay trụ đá. Anh em đang nhổ trụ đá cái. Lên nhiều rồi nhớ các bạn. Giờ nhổ trụ đá cái này là kéo lên này. Rồi. Gọi lên thôi. Thầy cha, mấy con rơm hết đi rồi, không được rồi. Rồi. Được. Đó, đi đó. Ừ. Có mồi tiếp lại là đó. À, gà nó đó này dẻo nữa. Rồi dưới đấy à. À, gà tôi đó nó dướng lại nữa. Rồi bây giờ chiếc máy kéo vô kéo tiếp luôn cái một cho nó ra luôn nha các bạn. Cứng đầu đi, cứng đầu không? Rồi. Ừ, lên bờ cái con nó cao kìa các bạn, hải hùng chưa? Cao kìa.